Hello, chào các bạn. Hôm nay mời các bạn đi theo chân mình. Chủ nhật rảnh rỗi sinh ông nổi cho nên là xuống hồ bơi, khui cái tai nghe này. Đây là một cái tai nghe True Wireless chống nước và dành cho những người đi bơi chơi thể thao đầu tiên của Sony. Đây, phối hợp nha các bạn. Cái tai nghe Sport WS SP900 dành cho những người thích bơi, thích vận động thể thao. Nó có Bluetooth và có 3 giờ để hoạt động liên tục, cộng 9 giờ cái hộp nữa. IPX5/8. Nó cho mình chống nước ở độ sâu là 2m, kể cả nước biển và nước ngọt. Nó có luôn 4GB bộ nhớ trong để mình chép thẳng nhạc MP3 vào bên trong luôn các bạn. Và đây là những cái tính năng bên xung quanh hộp nè. Nó ghi nè, chống nước ở độ sâu 2m. Còn mình bơi, ví dụ mình bơi ở trên hồ này thì chuyện bình thường. Đó, pin rất là ngon lành. Và nó có những cái phụ kiện giúp cho mình không bị rớt. Rồi bây giờ mình khui cái trước khi khui mình nói sơ cái này. Trước nay thì mình đi bơi á thì mình dùng cái tai nghe này các bạn. Đây là một cái tai nghe chuyên biệt dành cho những người đi bơi. Thì nó có cái vòng này nó móc về sau cổ mình, còn hai cái vòng này nó móc vô lỗ tai. Cái này là cái máy Walkman chứ không phải là cái tai nghe nữa. Đó là máy nghe nhạc Walkman của Sony. Đó thì nó có 4GB bộ nhớ trong, mình chép nhạc vào đây. Thì mình nghĩ đây là cái sản phẩm tạo ra cái nguồn cảm hứng để Sony làm ra cái SP900 này. Đó, rồi. Bây giờ mình sẽ khui ngay cho các bạn yêu thích thể thao các bạn xem một cái sản phẩm mới của Sony. Đó, một cái tờ hướng dẫn Connect tải app từ Apple Store hoặc là Google Play về. Và đây là những cái chức năng của cái nút này. Rồi, đây là cái hộp, hai cái tai nghe hình hạt đậu. Đó, và đây là cái hộp nhựa. Thì đây là cái tai nghe thể thao. Nghe thể thao cho nên là họ thiết kế cũng rất là thể thao và đặc biệt là chống nước. Thì hai cái vành này á các bạn, nó bằng silicon, nó hơi cứng. Nó giống như cái kiểu mà bầu làm á. Cho nên là cái này nó chèn vào cái vành tai của mình, nó dính vô cho nên là nó rất chắc chắn khi bơi. Ở đây là không biết là cái gì, cái cảm biến hay cái gì đây. Và cái sản phẩm này có ghi chữ Malaysia, tức là sản xuất tại Malaysia. Đây là những cái tiếp xúc để mà sạc Rye. Cái tai nghe màu có chữ R màu đỏ. Đó là tai nghe bên phải. Thiết kế rất là chỉnh chu, rất là đẹp đó các bạn. Cái độ hoàn thiện của sản phẩm cực đẹp, sắc sảo, nhìn rất là sang trọng, thể thao nhưng mà nhìn rất đẹp, rất sang. Đó, và đây là cái hộp sạc nè. Đây, cái hộp sạc nhìn cũng rất thể thao luôn, bằng nhựa. Đó, khác với cái hộp 1000 SM3 thì cái con kia nó sang trọng hơn, còn con này thì nó nhìn thể thao. Tôi bỏ vô, các bạn bỏ tư thế này để nó sạc. Đó, đẩy sâu xuống. Đây là. Đây, mở ra. Ở đây là cái nút restart. Đây, nó gây restart cái tai nghe lại. Và đây là cái cổng sạc Type-C. Cái hộp cũng khá là đẹp, cái màu rất thể thao, kiểu như Nike đã làm những cái màu đi bơi đi biển. Rồi bên trong các bạn, bên trong còn có gì? Giấy linh tinh. Đây là những cái tài liệu hướng dẫn, rất là nhiều ngôn ngữ trong này. Rồi cái bộ đệm tai và cái vành tai thì cho mình hai cặp cái vành tai nhựa nè, nếu có hư có thiếu thì mình dùng. Cho mình thêm 3 cái bộ nút đệm tai nữa. Rồi ở đây còn cho thêm nữa,
cho thêm tới 3 bộ. À, cái bộ này là họ có vẽ cái hình bơi ở đây. Đó, swimming earbud. Thì khi đi bơi thì mình dùng những cái bộ này. Đó, nó có màu là xanh, đỏ, cam gì đó. Mình dùng cái bộ này, còn bộ này để mình dùng bình thường. Rồi, ngoài ra thì còn có một cái cáp USB-C để mình sạc cho cái tai nghe. Và một cái dây móc khi mình bơi. Đây. Đó, cái này quan trọng nè các bạn. Đó, cái dây này móc lại cái tai nghe lại. Bây giờ để mình thử thôi nha. Coi móc làm sao. Rồi, cái này chắc sở vô đây rồi. Sở vô đây. Sở vô đây thôi. Sở vô đây thôi chứ đâu còn cách nào khác. Đó. Đó là một cái dây vải bình thường thôi các bạn. Rồi họ may. Đó, họ bỏ vào đây. Giờ cái tay này tay phải nè, mình đeo nè. Đây. Đó. Rồi tay này bên trái thì móc cái dây ra sau. Đó, cái vành tay quay sát cái vành tay nè. Đó, cái viền bằng silicon này nè. In vào trong cái lỗ tai. Cho nên là nó rất là chắc chắn. Đó, khi mà đeo chặt vô là nó như vậy. Đây. Rồi cái dây này giống như cái dây của mấy ông già mà đeo kính lão á, móc vô cho hai cái tay nó khỏi rớt ra, nó khỏi lạc móc, để mình đeo mình bơi. Rồi để mình kết nối thử với cái điện thoại Galaxy S10 coi nó như thế nào. Rồi các bạn, đối với các bạn nào đang dùng cái điện thoại Android, Sony hoặc là Oppo, Samsung gì đó, mình đang dùng cái Galaxy Note 10 thì cái việc kết nối cái tai nghe này rất là dễ dàng. Các bạn đầu tiên là các bạn mở cái hộp tai nghe ra, các bạn lấy hai cái tai nghe, các bạn để ra ngoài nha, lấy hai cái tai nghe để ra ngoài. Đó, sau đó các bạn mở máy lên, rồi các bạn in cái NFC vào đây. Đó, in vào, nó báo ghép đôi với thiết bị nè, bấm OK. Rồi nó báo là đang ghép đôi. Các bạn nhớ lấy cái tai nghe để ra ngoài ha, chứ đừng có để trong hộp. Để trong hộp thì nó không kết nối được. Rồi sau khi nó báo đã kết nối xong thì các bạn vuốt trên đây xuống thì các bạn sẽ thấy cái Bluetooth của mình nó đã kết nối rồi. Hoặc là các bạn vào cài đặt vào cái phần kết nối Bluetooth thì nó sẽ thấy một thiết bị kết nối ở đây. Đó, đã kết nối cho cuộc gọi và âm thanh. Rồi như vậy thì mình bắt đầu mình nghe nhạc được rồi. Các bạn, mình đã đeo cái tai nghe vào ở dưới hồ bơi. Bây giờ mình mở nhạc. Tai nghe đeo rất là chắc chắn. Cái vòng tai đó, nó móc vô đây nè. Rất là chắc chắn. Thử xuống nước nha các bạn. Thử luôn cái dây của Hector. Cái dây này xuống nước rất là ngon. Nó ướt men về thôi, chứ lát nữa nó khô liền. Cái tai nghe này các bạn, khi mà mình lặn xuống nước á, cái tai nghe này nó ngập xuống nước á, thì lập tức là nhạc nó ngừng phát. Đó, đây là lần đầu tiên mình thử cho nên là mình mới phát hiện. Tức là khi các bạn đeo nghe bình thường, các bạn bơi mà các bạn cái đầu lên trên nước á, thì nó nghe nhạc bình thường. Nhưng mà khi các bạn hập xuống, chìm dưới nước thì cái tai nghe nó dừng. Đó. Đây.
lập tức là nhạc dừng và các bạn ngóc lên cái là nhạc tiếp tục. Bây giờ mình bơi thử một vòng nha, bơi ngửa coi cái tai nghe này có nó có bị dễ rớt hay không nha các bạn. Nghe rất là chắc các bạn, nó nhờ cái vòng này nè, cái silicon này mà làm cứng hơn là hãng Bow. Bow làm cái silicon rất là mềm. Tuy nhiên mình nghĩ sang đây họ nghiên cứu cái vành này rất là cứng, khi các bạn nhét vào lỗ tai thì nó ôm cái lỗ tai mình ở đây, cho nên là rất là chắc chắn và bơi không có cảm giác là bị rớt cái tai nghe ra. Rồi sau khi bơi thử mấy vòng thì thấy cái tai nghe này cảm giác của nó rất là chắc chắn khi mình đeo trong tai. Đầu tiên là cái việc chống nước, đó là một cái điều rất là hấp dẫn đối với một cái tai nghe True Wireless chống nước được 2 mét ở dưới độ sâu, kể cả nước mặn luôn nha các bạn. Tức là Sunny là cho phép mình bơi kể cả trong hồ cũng như là ở dưới biển luôn. Một chiếc tai nghe hoàn thiện rất là đẹp, thiết kế trẻ trung, đậm chất thể thao, dành cho người thích chạy bộ nè, tập gym nè, bơi lội, hoạt động nhiều cho thể thao. Một cái hộp màu xanh lá chuối, hộp đựng xanh lá chuối có pin ở trong này, cũng rất là đẹp, phù hợp với cái sắc màu tươi trẻ của thể thao, với một cái jack cắm Lightning thời thượng luôn. Đeo chắc chắn, nghe nhạc ngon lành. Chỉ có một điều đáng tiếc là khi mình hập cái đầu xuống dưới nước, tức là mình lặn xuống hoặc là mình chìm xuống dưới nước thì cái việc nghe nhạc nó sẽ tạm dừng, và ngóc lên thì nó sẽ tiếp tục nghe nhạc. Một lưu ý nữa mình quên nói với các bạn, đó là cái việc cái tai nghe này là nó chống nước được 2 mét khi mình bơi lội ở dưới biển và trên hồ bơi. Nhưng mà cái hộp tai nghe các bạn, cái hộp đựng cái tai nghe này là không có chống nước nha các bạn. Cho nên là các bạn lưu ý đừng có quăng cái hộp này xuống hồ bơi nha. Tai nghe chống nước nhưng cái hộp không chống nước. Rồi các bạn, ngoài việc bơi lội thì cái tai nghe này rất thích hợp cho những yêu thích chạy bộ hoặc là tập gym. Thì các bạn dùng cái tai nghe này để mình đi bộ, chạy bộ, tập gym, cái việc mồ hôi nó ra chống chừa nước rất là tốt. Xin chào tạm biệt các bạn.